Những cú sút bóng với lực đi siêu mạnh là thứ vũ khí lợi hại của rất nhiều cầu thủ nổi tiếng. Một siêu phẩm có thể được tạo nên hay không phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nhau, trong đó lực sút là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Năm 2009, MU hành quân đến Rakao của Porto. Phút thứ 6, Ronaldo nhận đường truyền của Ederson ở khu vực giữa sân. Sau một nhịp chỉnh bóng và quan sát không thấy có đồng đội nào để phối hợp, CR7 đưa ra một quyết định táo bạo. Từ khoảng cách chừng 35m của vùng chân của anh, đưa bóng găm thẳng vào góc xa không thành với tốc độ khủng khiếp. Thủ thành Helton chỉ còn biết bay ngửa trong vô vọng. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình đến kèm dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất. Và luôn ủng hộ cho kênh của chúng mình nha. Trong bóng đá, sút xa là một giải pháp có thể nói là khả thi nhất để tiếp cận khung thành khi lâm vào thế trận bế tắc. Đó là khoảnh khắc mang tính cá nhân, là phút xuất thần của các ngôi sao trước các đội bóng chơi lùi sâu. Điểm chung là đều sẽ tạo nên những siêu phẩm để đời, làm mãn nhãn người xem. Sau đây hãy cùng chúng tôi điểm lại top những cú sút có lực sút phá toan khung thành đối thủ ấn tượng nhất. Dưới những túi tiền không đáy của chủ tịch nổi tiếng giàu có Roman Abramovich, Chelsea chưa bao giờ thiếu đi những trung vệ xuất sắc. Không chỉ phòng ngự hay mà khả năng tấn công của họ cũng cực kỳ đáng nể. Một trong số đó là Alex Rodrigo Diaz da Costa. Ở trận bán kết lượt về Champions League mùa 2007-2008, cầu thủ người Brazil này từng tung cú đá phạt mạnh như búa bổ từ cự ly phải khoảng 30m dội tung nóc lưới Liverpool, góp một phần quan trọng đưa The Blues góp mặt ở trận chung kết của giải đấu hấp dẫn nhất lục địa già. Lionel Messi không phải là một mẫu cầu thủ sở hữu những cú đá quá mạnh. Anh thường dứt điểm dựa nhiều vào kỹ thuật và sự tinh tế. Nhưng nói như thế không có nghĩa là Mbunga không thể thực hiện những cú bắn phá từ xa ghi bàn. Ở một trận đấu Barcelona làm khách của Atletico Madrid, siêu sao người Argentina nhận bóng từ ngoài vòng cấm rồi không chút do dự tung cú sút sấm sét chéo góc đánh bại hoàn toàn nỗ lực bay người cản phá trong vô vọng của thủ thành Jan Oblak. Trong lịch sử Premier League, Wayne Rooney chính là một trong số những tiền đạo có tỷ lệ ghi bàn ngoài vòng cấm cao bậc nhất giải đấu. Nếu bạn không tin thì có thể theo dõi tình huống sau đây để có được một góc nhìn chính xác hơn về nhận định trên. Nhận đường trả bóng lại thuận lợi của đồng đội, chân sút bên phía Man United tung cú vút mua bóng sống một chạm cực kỳ đẳng cấp, trái bóng hướng thẳng về phía góc cao nhất của cầu môn và không cho thủ môn đối thủ bất cứ cơ hội nào để cản phá. Trong thập niên 2010, không quá khi nói rằng Dani Alves chính là hậu vệ cánh phải hay nhất của bóng đá thế giới. Thể lực bền bỉ, sự tinh quái cộng thêm khả năng lên công về thủ toàn diện chính là những điểm mạnh nhất đến từ cựu sao Barca. Không chỉ vậy, anh còn rất giỏi trong việc tung ra những cú đá tầm xa gây bất ngờ cho đội bạn. Từ một cú đá như vậy xuất phát từ tình huống bóng bật ra sau pha đá phạt của Xavi trong trận siêu kinh điển gặp Real Madrid, cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 38 đã điền tên lên bảng tỷ số và xứng đáng được đánh giá là một trong những siêu phẩm mãn nhãn nhất trong lịch sử các trận El Clasico.
Gareth Bale cũng là một cầu thủ sở hữu những cú bắn phá khung thành vô cùng đáng sợ khi anh ở đỉnh cao phong độ. Lực đá của tiền vệ người xứ Wales là rất đáng nể. Như cú đá chân trái này, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid đã đưa bóng đi cực hiểm vào góc cao khung thành, làm cho thủ môn đối phương chỉ còn biết đứng chôn chân nhìn trái bóng bay vào lưới. Bosco thời còn thi đấu luôn khiến cho đối thủ tỏ ra khiếp sợ nhờ những cú sút từ xa vô cùng chất lượng. Đỉnh cao nhất có lẽ là ở trận bán kết ngược về Champions League 2008 giữa Man United và Barcelona trên sân Old Trafford. Xuất phát từ đường chuyền sai tai hại của một cầu thủ đội khách, chàng tiền vệ có mái tóc vàng lãng tử người Anh đã ngay lập tức vung chân sau một nhịp đỡ bóng khiến cho Victor Valdes không kịp phản xạ. Bàn thắng này cũng chính là bàn thắng duy nhất của trận đấu và đã đưa MU lọt vào chung kết giải đấu, nơi họ đánh bại Chelsea để đăng quang chức vô địch. Không ai có thể phủ nhận Carlos Tevez là một tiền đạo toàn diện. Anh có thể làm mọi thứ trên sân, từ đệm bóng, dứt điểm một chạm, đánh đầu, sút phạt, kiến tạo cho đồng đội. Ngoài ra đó còn là những cú sút xa có quỹ đạo bay rất khó lường. Ở trận đấu vòng 1/16 World Cup 2010, khi Argentina đối đầu đội tuyển Mexico, trong 3 bàn thắng ghi được của Ambiciles ngày hôm đó, có một pha lập công đến từ đôi chân của cựu chân sút Man United sau một nỗ lực đi bóng rồi tung cú đá căng như kẻ chỉ ở khoảng cách phải lên đến hơn 25m, tung nóc lưới đại diện của khu vực CONCACAF. Hiện tại đã là năm 2021, nhưng với tất cả các fan hâm mộ của bóng đá trên toàn thế giới, rất nhiều người vẫn còn nhắc đến Istanbul 2005 như là một kỳ tích khó có thể bị phai nhạt qua năm tháng. Trong đó, bàn thắng thứ hai của Vladimir Smicer là một tuyệt phẩm với cú đá ngoài vòng 16-50 cực hiểm đánh bại thủ thành Dida của đại diện nước Ý. David Luiz khi còn gắn bó với Chelsea luôn rất nổi tiếng với các cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm địa. Đã không ít lần cầu thủ người Brazil đã ghi những siêu phẩm từ những cự ly cách rất xa khung thành. Pha bóng này là ví dụ, nhận bóng từ Eden Hazard, hậu vệ của The Blues nhanh chân tung ra cú đá ở khoảng cách không tưởng cùng một lượt đi cực mạnh đưa bóng cắm thẳng vào góc cao khung thành câu lạc bộ Fulham. Francesco Totti là một trong những cầu thủ xuất sắc, xuất sắc nhất lịch sử túc cầu nói chung và bóng đá Italia nói riêng. Trong một trận đấu ở Serie A, từ tình huống bóng bật ra, tiền vệ của AS Roma thực hiện cú duỗi mu sấm sét ở tốc độ cao tung nóc lưới đối phương. Đây là kịch bản ghi bàn đã rất nhiều lần được Totti làm trong sự nghiệp, nhưng vẫn hầu như chẳng có đội bóng nào có thể bắt bài được.
Vừa rồi là top những cú sút có lực sút phá toan khung thành đối thủ ấn tượng nhất theo lựa chọn của chúng tôi. Còn lựa chọn của bạn là gì? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!